Bạn này xin chào gì? Bạn này là cái gì? Con nói đi. Con tên là gì? Con tên là con Trạng Nguyên. Trần Nguyên. Nguyễn Trạng Nguyên. Còn em bé này? Mới đây mà ai quậy cái liệt à. Mới đây mà ai quậy cái liệt của em cô giáo? Thêm cái gì nữa đây nữa hả? Cái gì? Cái gì là cái gì? Rồi nói với các bạn hôm nay chúng mình làm gì? Hôm nay chúng mình sẽ ăn bữa tiệc gì? Ăn bữa tiệc sinh nhật. Ủa sinh nhật ai? Sinh nhật ơi. Trời ơi. Hôm nay là ngày gì mà? Hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2022. Nguyên nói cho các anh biết đi. Ngày mai là ngày gì? Ngày mai là Nguyên. Trời ơi. Ngày mai là Giáng sinh, lễ Giáng sinh. Con ăn cái gì vậy? Con ăn ớt sao? Ớt hả? Đâu đưa cho ớt coi. Gì vậy? Rót vô ly. Watermelon. Juice watermelon là nước ép dưa hấu hấu. Hello. Trời ơi, xin mời vô bữa tiệc nha. Đâu nhà giàu ăn sao? Để chị ăn cơm đi. Chào. Dỡ chén lên cho các bạn coi sạch sẽ cỡ nào. Quá giỏi, good. Thì chị hết chưa con? Chừng nào mới mở quà hộp. Mẹ bây giờ xong cái gì mà không? Đâu, giới thiệu các bạn đi. Rất là vui. Giờ con đang đợi gì? Đang đợi để lấy. Lấy gì? Lấy cái đồ chơi ở bên trong mà không biết lấy gì nữa. Lấy quà. Con lấy nha. Chưa. Rồi, anh Mon thua. Rồi, 20, nó là 3.
Rồi, Chi lựa đi. Cái quả của tôi kệ, kệ thích làm rồi. Rồi, về chỗ. Đồ xì ra cái tình, ra cái lại. Đó. Rồi, Vy với anh Nguyên. Ê, quá anh mà. Ê, 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 quánh đồ xì với nhau, quánh đồ xì với nhau chứ. Quánh đồ xì ra gì đó này. Tao còn dơ lên coi. Ừ. Đâu, người tiết của con đâu? Con lại con so với người tiết của Ý Chi coi. Của ai đẹp hơn? Của ai đẹp hơn đó anh Nguyên? Ai đẹp ai? Tao, đây nè. Đây, đây là cái mẫu phần này. Đây là người tiết hay là không ở biết đỡ Halloween. Con tự đánh giá đi mấy chị. Con thấy nó giống người tiết hay là quả bí đỏ Halloween?
Mấy điểm? 10 điểm mà. 10 điểm hả? Rồi. Không được mấy điểm? Nói đi. 16 điểm. Rồi, 16 điểm. Con nói đi, con tự đánh giá mấy điểm. Cái này á phải 1 tỷ điểm. 1 tỷ điểm. Trời đất ơi. 1 tỷ điểm. Các bạn ơi, đây là 1 tiết. Đẹp quá ta. Chương trình karaoke xin được phép bắt đầu. Ding dong ding dong ding dong ding dong ding ding dong 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 ding dong. Con biết bài này nè. Bài gì? Rồi em đi nhanh. Rồi em đi. Hôm nay em đi đến trường, từ ăn năm vui bên thầy cô. Cho em hơn ngày năm khác, rồi em hơn muốn bến bờ. Xin tôi nhớ hoa đến mùa. Đọc bài hát đi con. Rồi, ok, mời các bạn ăn đi. Xin nhớ. Chúc mừng xin nhớ. Mình ngon không biết gì? Rất là ngon. Gì quá? Gặp lại các bạn. Bạn ăn phụ con chứ tự nhiên dở kêu tay. Nói đi. Hẹn gặp lại. Giờ mình ăn nhé. Mình bận ăn rồi. Seemed his lot. He got into a drift.